Kính chào quý vị đang đến với bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam, Sao Pháp luật Việt Nam. Thưa quý vị, bản tin tổng hợp toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi đang phát trực tiếp tại địa chỉ www.tvphapluat.vn, fanpage và YouTube của truyền hình Pháp luật Việt Nam, cũng như trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ sao.baophapluat.vn. Mở đầu bản tin phòng chống COVID-19 trưa nay, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi thông tin vừa cập nhật. Tính đến nay, Việt Nam ghi nhận 501.649 ca mắc COVID-19, đứng thứ 161 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện đã có hơn 50% bệnh nhân khỏi bệnh. Trong số các ca đang được điều trị thì có gần 6.500 ca nặng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất là xem xét bổ sung hai thuốc vào phác đồ điều trị F0. Tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 3 tháng 9 thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh gọi tắt là HCDC cho biết là tính từ 17 giờ ngày 2 tháng 9 đến 17 giờ ngày 3 tháng 9 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 8.499 trường hợp nhiễm mới tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là trong đợt dịch thứ tư bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có tổng cộng là 241.084 trường hợp nhiễm COVID-19 được công bố. Và cũng theo HCDC thì với tinh thần vaccine tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất, thì Thành phố Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, cũng cố gắng đến ngày 30 tháng 9 sẽ đạt tỷ lệ bao phủ 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1. Sau đó thì theo thời gian khuyến cáo của từng loại vaccine thì sẽ tiến hành tiêm nhắc lại mũi 2 cho người dân. Và việc tiêm đầy đủ vaccine cho người dân sẽ góp phần tạo điều kiện cho Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch bệnh và dần gỡ bỏ giãn cách xã hội. Thưa quý vị, bản tin trưa nay chúng tôi đề cập đến công tác kiểm soát dịch COVID-19 tại một số quận huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã tận dụng camera an ninh để giám sát các khu phong tỏa cũng như là khu dân cư. Nếu có trường hợp vi phạm thì lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm. Quận 12 là một trong những quận đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm trung tâm điều hành camera giám sát an ninh trật tự đặt tại trụ sở công an quận với chức năng chính là giám sát, điều tiết giao thông, theo dõi an ninh, xử lý các tình huống phát sinh trên các tuyến đường. Và cũng từ đó thì thông tin hình ảnh của camera cũng phục vụ cho công tác điều tra, truy xét các vụ án phạm pháp hình sự, truy xuất các đối tượng vi phạm. Ngoài trung tâm chỉ huy đặt tại quận thì ở cấp phường cũng có hệ thống quản lý, giám sát hình ảnh từ camera. Hệ thống camera lắp đặt trên các tuyến đường ở các khu phố sẽ được kết nối về trung tâm chỉ huy. Cán bộ quan sát qua màn hình, thấy người vi phạm thì báo về cho tổ COVID-19 cộng đồng, công an khu vực kiểm tra, nhắc nhở và xử phạt. Bên cạnh phục vụ cho điều tiết giao thông, an ninh trật tự thì hệ thống camera có thể theo dõi, phát hiện các điểm xảy ra tụ tập đông người để xử lý kịp thời. Tiếp theo bản tin trưa nay, mời quý vị theo dõi tình hình dịch COVID-19 tại các địa phương khác trên cả nước. Đầu tiên là đề xuất cho shipper ở Hà Nội hoạt động từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Cụ thể là trong văn bản gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải đề xuất thành phố cho phép thời gian hoạt động vận chuyển, giao hàng hóa, cũng như là bưu phẩm, bưu chính bằng mô tô, xe hai bánh của shipper từ 9 giờ sáng cho đến 20 giờ hàng ngày. Và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố là chỉ đạo các sở công thương, sở truyền thông tin và truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu shipper khi vận chuyển cũng như là giao hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính thì phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp là PCR hoặc test nhanh kháng nguyên còn thời hạn quy định của ngành y tế. Liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay thì tối ngày 3 tháng 9, ông Tăng Văn Luyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết thì huyện vừa có quyết định đình chỉ công tác 14 ngày đối với ông Nguyễn Quốc Khánh, Bí thư Đảng ủy và ông Nguyễn Hồng Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Diễn Hồng để làm rõ trách nhiệm đứng đầu của người đứng đầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Còn riêng trưởng công an xã Diễn Hồng thuộc Công an tỉnh Nghệ An quản lý cũng đang làm theo quy trình để đình chỉ công tác cũng như là theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An họp sáng nay.
Trước đó, vào sáng ngày 3 tháng 9, thì Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, ông Bùi Đình Long đã họp khẩn cấp với huyện Diễn Châu sau khi xuất hiện 3 ca F0 trong cộng đồng tại xã Diễn Hồng có lịch trình phức tạp. Thông tin tiếp theo chúng tôi vừa cập nhật đó là Thanh Hóa thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 để ứng phó với những diễn biến của dịch COVID-19. Vào ngày 3 tháng 9, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định thành lập Trung tâm Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm chỉ huy trưởng. Trung tâm sẽ xây dựng kế hoạch cũng như là đề ra các nhiệm vụ, giải pháp, biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Trung tâm sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tiếp theo là thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Cần Thơ có công văn hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ, theo quyết định vào ngày 24 tháng 8 của Bộ Giao thông Vận tải. Và theo đó, thì đối với xe vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ, nếu lái xe cung cấp đầy đủ các loại giấy tờ chứng minh được nơi giao cũng như nhận hàng không thuộc địa bàn Cần Thơ, thì lực lượng kiểm soát yêu cầu lái xe phải ký giấy cam kết và tổ chức phân luồng giao thông nhanh chóng qua các chốt. Và thưa quý vị, tiếp theo là thông tin Cà Mau ghi nhận F0 tăng đột biến tại một khu cách ly tập trung. Ngày 3 tháng 9, thì Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cà Mau ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều ở khu cách ly tập trung, trường chính trị huyện Phú Tân. Và được biết là tỉnh Cà Mau đang cách ly là 914 người F1 tại 26 khu cách ly tập trung. Và trong đó thì khu cách ly tập trung tại trường chính trị huyện Phú Tân có sức chứa là 70 người, hiện đang cách ly 12 người, đã chuyển chỗ cách ly khác cho 40 người để tiêu độc khử trùng, điều tra dịch tễ cũng như là tìm hiểu nguyên nhân. Thưa quý vị, lợi dụng tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì mới đây, vào ngày 4 tháng 9, thì Công an thành phố Hà Nội cho hay là đội 5 phòng cảnh sát môi trường đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ buôn bán hơn 30.000 viên thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc. Cụ thể là vào 14 giờ 30 phút ngày 1 tháng 9, thì đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội Quản lý Thị trường số 7, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã kiểm tra phát hiện đối tượng NTH, 47 tuổi, trú tại xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tàng trữ 55 hộp, 40 viên một hộp và 210 hộp loại 10 viên một hộp với tổng số là 4.300 viên, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như là xuất xứ. Tiếp đó thì qua điều tra kiểm soát thì chiều ngày 2 tháng 9, đội 5 Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với đội Quản lý Thị trường số 13, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện NTH, 42 tuổi, trú tại tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, tàng trữ 400 hộp loại 40 viên một hộp và 50 hộp loại 200 viên một hộp với tổng số là 26.000 viên, tổng giá trị hàng hóa khoảng gần 2 tỷ đồng. Theo Công an thành phố Hà Nội, thì qua đấu tranh ban đầu, thì các đối tượng khai nhận số thuốc trên là thuốc điều trị COVID-19. Các vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ cũng như là xử lý theo quy định. Thưa quý vị, cùng với đó thì lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đã kiểm tra cũng như là phát hiện chiếc xe tải luồng xanh chở số lượng lớn máy thở không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị lên trên 2 tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội là tăng cường đấu tranh với các hành vi buôn bán trang thiết bị, vật tư y tế để phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 không đảm bảo chất lượng. Vào ngày 1 tháng 9, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, Công an huyện Hoài Đức phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 24 kiểm tra, phát hiện số lượng lớn máy tạo oxy không rõ nguồn gốc và xuất xứ. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ cùng ngày, tổ công tác kiểm tra hai chiếc xe tải có biển kiểm soát là 29H094XX do Nguyễn Khắc Tê, sinh năm 1993, trú tại tỉnh Phú Thọ, điều khiển và xe có biển kiểm soát là 88C03273 do Nguyễn Ngọc N, sinh năm 1985, trú tại tỉnh Nam Định, điều khiển,
phát hiện 199 thiết bị y tế làm máy thở. Tại thời điểm kiểm tra thì cả hai lái xe đều chưa xuất trình được giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của số thiết bị y tế này, đồng thời cũng khai nhận là bản thân là chở thuê chứ không biết hàng hóa trên xe là hàng gì. Tổng giá trị số thiết bị y tế ước tính trên 2 tỷ đồng. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là hai chiếc xe trên có giấy lưu thông luồng xanh, các đối tượng kinh doanh hàng hóa lợi dụng xe tải được ưu tiên chở hàng lậu. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin phòng chống COVID-19 với chủ đề sống trách nhiệm trước dịch COVID-19 của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam và Sao Pháp luật Việt Nam. Để xem lại bản tin cập nhật toàn bộ tin nóng về COVID-19 của chúng tôi, quý khán giả có thể xem tại địa chỉ trực tuyến www.tvphapluat.vn, fanpage cũng như là YouTube của truyền hình báo Pháp luật Việt Nam. Đồng thời thì quý vị cũng có thể xem trên Sao Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ website www.sao.baopháp luat.vn. Mọi ý kiến thắc mắc quý vị vui lòng gửi về 200C Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gọi cho số điện thoại chuyên mục 0909194000. Ngoài ra quý vị có thể gửi thông tin về email info@truyenhinhphapluat.com hoặc bạn đọc.saophapluatvietnam@gmail.com. Xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin phòng chống COVID-19 tối nay.